Hello, xin chào các bạn nha. Chào bạn nha. Hôm nay hai anh em tụi mình sẽ quay về túi hơi nha các bạn. Đây, năm anh em siêu nhân gao nha các bạn. Đây, năm anh em siêu nhân gao nha các bạn. Nhưng mà nó làm sai bét rồi các bạn ơi. Cái gì mà màu đỏ, màu vàng đậm, màu vàng lợt, màu xanh, rồi màu đen, làm sai bét nha các bạn ơi. Đây là hộp nha các bạn. Đó. Và cái hộp này anh em mình mua thì giá là 200k nha các bạn. Thôi, dùng đi. Và đây, một siêu nhân nè nha các bạn. Bây giờ để hai anh em mình gỡ ra coi nó có con gì nha các bạn. Đây, gỡ ra đi. Ê, như nó con bò gì á. Con bò. Đầu để mình gỡ coi con này con gì nha các bạn. Nhìn giống báo đen quá à. Wow, cuối cùng cũng hiện lên nha các bạn. Đây, gấu đen nha các bạn. Gấu. Đó, để đây đây. Còn. Cái này là cái tàu vũ trụ nha các bạn. Đó. Tới cái này gì đây? Con nào nấy quá trời đẹp luôn bạn ơi. Wow, đúng rồi các bạn ơi. Con này là con đại bàng nha các bạn. Nhưng mà nó giỡn cái sao tự nhiên đại bàng mất tiêu đầu rồi các bạn ơi. Mà cũng ra hình đại bàng cũng ok nha các bạn. Sức luôn rồi các bạn ơi. Sức luôn rồi. Con này con gì tại? Rồi. Rồi. Ra hết rồi nha các bạn. Đây. Một con kinh công nha các bạn. Quá trời mạnh. Rồi, con này. Nó gì mà kỳ vậy? À. Thấy rồi. Xong lớn này luôn. Rồi cái đó nữa đâu. Nè cái. Đó. Tôi gấp lại. Cái gì vậy? Vũ khí nha các bạn. Gãy luôn rồi các bạn ơi. Đây, con trâu nha các bạn. Đây, năm con nha các bạn. Đằng tiên con gấu nè, con tàu vũ trụ nè, con đại bàng nè, con kinh công nè. Giờ kế tiếp là con bò nha các bạn. Con nào cũng đẹp hơn nha các bạn. Tuổi thơ đó giờ là ai cũng biết đẹp hơn nha các bạn. Năm anh em siêu nhân gao. Mà thôi, bây giờ gỡ ra dễ rồi, giờ tao mày thử ách gắn lại nè. Chơi. Chơi. Vô. Cái giò con bò gì dài dữ hả? Cái giò của con bò gì dài dữ hả? Đúng không hả? Cái gì dài dữ hả? Gắn cái chờ giò đó nha, tôi gắn cái chừng lại giò. Sao cao dữ rồi. Gắn lại khó quá các bạn ơi.
rồi cha. Tay vô nữa là xong nha bạn. Đây. Khẩu hoàng thông nha bạn. Vũ khí của siêu nhân nè. Sao ta? Cái tay dễ đó mà sao cái ở dưới sao nó chưa? Rồi, đưa lên. Đưa lên. Kỳ ta. Thấy không trời? Vượng đây bạn, bỏ đâu ta? Ném vào đâu? Không có biết đâu. Sao ta? Giờ khó quá các bạn ơi. Sao nhỏ gáp được, sao giờ lớn lên khó quá. Cái này gãi mẹ rồi, sao mà gắn được nó mà gắn. Ui, đồ dởm bạn ơi. Thôi, thà các bạn để 100.000 đó, các bạn đi mua đồ ăn, các bạn ăn thấy có lý hơn á. Chứ đồ chơi gì, chưa tơn, gãi tùm lum hết tơn à. Thôi, đồ dởm không hả các bạn ơi. Nếu các bạn thấy đồ nó hay thì để cho anh một like và đăng ký kênh nha. Xin chào các bạn. Chào bạn. Đồ dởm.